bóng đá là môn thể thao hay ra tiền và tất nhiên các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng cũng là những đơn vị thương mại kiếm được bộn tiền từ các hoạt động bán vé, bán vật phẩm lưu niệm cho người hâm mộ cũng như thu hút các đơn vị tài trợ quảng cáo. Hãy cùng khám phá những cái tên được vinh danh trong top 7 câu lạc bộ giàu nhất thế giới hiện nay. Chelsea chiếm giữ ở vị trí thứ 7 trong danh sách của chúng ta về các câu lạc bộ giàu nhất vào năm 2017 là một đội bóng thuộc hàng top của thế giới Chelsea. Chelsea FC là một câu lạc bộ tên tuổi lớn trong giải đấu Premier League. Họ đã gặt hái thành công to lớn trong 10 năm qua. Họ đã giành được 4 danh hiệu Premier League trong 10 năm qua, 7 cúp FA, 1 giải UEFA Champions League. Manchester City ở vị trí thứ 6 là một câu lạc bộ cũng tới từ Vương quốc Anh, Manchester City. Câu lạc bộ cũng đang chơi tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ban đầu câu lạc bộ được biết đến với cái tên đội bóng đá hiệp hội Aquit, nhưng sau đó đã thay đổi tên và trở nên nổi tiếng như ngày nay, Manchester City. Câu lạc bộ đã giành được 4 cúp FA cộng đồng, 5 cúp FA và 4 chiếc cúp các loại tại các giải bóng đá. Câu lạc bộ này được sở hữu bởi một nhóm Abu Dhabi với trị giá 1,92 tỷ đô la. Arsenal, câu lạc bộ bóng đá Anh Arsenal đứng ở vị trí số 5 trong danh sách. Câu lạc bộ này tới từ Highbury ở London. Arsenal đã có 12 cúp FA trong những năm qua, sở hữu 13 chức vô địch trong số rất nhiều giải thưởng khác. Forbes cho rằng Arsenal là một trong hai câu lạc bộ hàng đầu của nước Anh với một tài sản ròng lên tới 2,017 tỷ đô la. Bayern Munich, câu lạc bộ đến từ Đức. Bayern Munich đã khẳng định vị trí số 4. Họ được cho là câu lạc bộ chuyên nghiệp nhất tại Đức. Câu lạc bộ này đã đoạt cúp bóng đá châu Âu UEFA Champions League cùng nhiều giải thưởng khác trong những năm qua. Bayern Munich trị giá khoảng 2,678 tỷ đô la. Manchester United là một câu lạc bộ nữa tới từ bóng đá Anh. Manchester United được cho là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trên thế giới, có trụ sở tại Old Trafford, Anh. Quỷ đỏ được gọi là một trong những đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu Premier. Câu lạc bộ giành giải Premiership 20 lần, FA Cup 12 lần và vô địch cúp châu Âu 3 lần. Câu lạc bộ này rất đáng giá với con số lên đến 3,317 tỷ đô la. Barcelona, tới từ đất nước Tây Ban Nha, Barcelona là một trong những câu lạc bộ bóng đá tốt nhất trên thế giới, là ngôi nhà chung của một số cầu thủ được yêu thích nhất trên thế giới, trong đó có Lionel Messi. Barcelona đã giành được 24 danh hiệu La Liga, 29 cúp Copa del Rey và 3 danh hiệu UEFA Champions League. Barcelona được sở hữu bởi một nhóm các bên liên quan, tài sản ròng của câu lạc bộ ước tính đạt 3,549 tỷ đô la. Real Madrid là đội bóng tốt nhất về hoạt động trong nhiều mặt và tài chính là một trong số các phẩm chất ấn tượng của họ. Đội bóng này chiếm ngai vàng số 1 trong danh sách top 7 câu lạc bộ bóng đá giàu nhất trên thế giới, một vị trí mà họ đã chiếm đóng trong nhiều năm. Câu lạc bộ thuộc sở hữu của hơn 85.000 thành viên, câu lạc bộ này kiếm được khoảng 500 triệu đô la trong một mùa giải và có giá trị 3,645 tỷ đô la theo tạp chí Forbes.